Minh Châu xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình talk show của Đài Sài Gòn TV. Và cũng như một số quý vị đã biết, Đăng Viện Thánh Du Xe năm nay có hai điều rất là quan trọng. Và điều thứ nhất là Tòa Thánh đã ban phép mở năm Thánh Du Xe cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Và điều thứ hai là Đăng Viện đang xây dựng hội trường tĩnh tâm Thánh Mẫu La Vang. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta có cơ hội được ngồi xuống và nói chuyện với cha bề trên Antoine Phạm Sĩ Hanh. Minh Châu xin kính chào cha. Vâng, chào chị Minh Châu cũng như là khán giả của Đài Sài Gòn TV. Dạ vâng, thưa cha. Cha có thể cho quý vị khán thính giả Sài Gòn TV biết một số điểm quan trọng của năm Thánh Du Xe và tiến trình xây dựng cái hội trường tĩnh tâm Mẹ La Vang đi đến đâu rồi ạ? Vâng, trước hết là cảm ơn chị, rất là vui được gặp lại và cùng thưa chuyện với quý vị ở trên cái chương trình talk show hôm nay. Thì như chị vừa đề cập đến thì năm nay Đăng Viện Thánh Du Xe có hai cái yếu tố đó rất là quan trọng. Thì cái điểm quan trọng của năm Thánh Du Xe, thưa chị và quý vị, ở chỗ là trong cái thời buổi mà Covid-19 đang còn hoành hành trên khắp cái thế giới trong vòng 2 năm rưỡi nay đó, thì cỡ đâu 6-7 tháng trở lại đây, khi mà cái tình hình Covid có dịu xuống một tí đó, thì Đan Viện Thánh Du Xe nhận rất nhiều khách tĩnh tâm và khách hành hương. Dĩ nhiên là nó đến một phần từ cái năm Thánh Du Xe, nhưng mà chắc chắn một phần cái Covid đó, có vẻ như nó cũng có cái mặt sáng của nó. Đó là nó nhắc nhở cho người ta cái thân phận mỏng manh của con người làm sao đó. Cho nên Đan Viện Thánh Du Xe đã nhận rất nhiều khách hành hương và khách tĩnh tâm từ cỡ 6-7 tháng trở lại đây, và cho đến tháng 12 hầu như cuối tuần nào cũng có khách. Đó là một cái điểm rất là đáng trân trọng, không chỉ cho Đan Viện, cái sự hiện diện của Đan Viện, mà cho những người trong cái khúc khó khăn đó, biết tìm đến với Chúa, với Thánh cả Du Xe. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai đó, thì Đan Viện Thánh Du Xe đó, thưa với chị và quý vị, thì chúng tôi có cái duyên để mà sống sự khó khăn hay sao đấy. Là bởi vì khi mà bắt đầu cái công trình xây dựng Đan Viện năm 2008, thì chị và quý vị đã biết rồi, thì toàn bộ cái kinh tế thế giới và nước Mỹ hoàn toàn sụp đổ. Đấy, rồi cái thánh lễ đầu tiên bổn mạng của Đan Viện vào tháng 3 năm 2009 thì bị quất chạy tơi bời bởi vì gió lạnh. Rồi bắt đầu khởi công để xây dựng hội trường Thánh Mẫu La Vang thì đúng vào cái cuối năm vừa rồi. Thì cho nên cuối năm 2020, đầu năm 2021, thì trong khi thế giới và nước Mỹ cũng đang gọi là oằn mình để mà chịu cái cảnh khó khăn của cái Covid-19, thì đó là một cái tóm kết nho nhỏ để rồi có lẽ một cách nào đó Đan Viện mang tên Thánh Du Xe, mà cuộc đời của Thánh Du Xe thì quen với cực khổ rồi. Cho nên có nghĩa là Ngài cũng muốn chia sẻ một chút cho các cha các thầy của thế kỷ thứ 21 này, nếm một chút cái con đường theo Chúa, nếm một chút để rồi cũng biết cảm thông với những người đang chịu đau khổ tâm hồn và thể xác, thưa chị và quý vị. Vâng, xin cảm ơn cha. Vậy thì cho Minh Châu hỏi, hiện tại thì vấn đề chi phí cho việc xây dựng hội trường nó như thế nào? Và kính thưa chị và quý vị, thì Đan Viện Thánh Du Xe của chúng tôi đã, như đã nói đó, là một cái đan viện si tô, người ta thường gọi là khổ tu. Thì cái đó cũng có thể hiểu một mặt nào đó, nhưng mà tôi thì tôi cũng nửa đùa nửa thật. Thực sự nó khổ cái vẻ bề ngoài như vậy, nhưng mà lại được Chúa thương cách riêng. Thì ở chỗ đó, nếu mà nói cái chi phí đan viện, cái hội trường này nó đến 36.000 square feet. Nếu mà xây ở bất kỳ chỗ nào, tôi có vài cha bạn chỉ sửa thôi đó thì cũng hết 4-5 triệu. Có một cha bạn đang xây một cái hội trường 24.000 square feet, dự trù đến 9 triệu, bây giờ nó có thể lên đến 11 triệu. Nhưng mà Đan Viện Thánh Du Xe thì có lẽ là bởi vì mình cũng không có tiền. Thứ hai nữa thì Chúa cũng thương qua Thánh Du Xe. Chúng tôi đang cố gắng giữ cái chương trình xây dựng này đó, 36.000 square feet dưới 5 triệu. Mà nếu như chúng tôi giữ được đó, thì vẫn còn thiếu cỡ hơn 1 triệu. Nhưng mà như chị và quý vị biết đó, những cái ngày tháng gần đây thì giá vật giá nó tăng lên rất là mạnh. Nhất là sắt, gỗ thì bây giờ nó xuống được một phần rồi. Chúng tôi đang order tiền gỗ. Riêng tiền gỗ, tôi chỉ nói với chị thôi nhé, riêng tiền gỗ mà họ estimate, họ đoán chừng, họ cho chúng tôi cái proposal đó là gần nửa triệu bạc rồi.
để biết được là như thế. Cho nên nhưng mà kệ trong Thánh Giuse, kệ trong nơi Chúa thì chúng tôi cũng làm, và người ta cũng rất là thương, người ta bớt giá cho mình, người ta tìm cách này cách nọ và giáo dân những người đã và đang đóng góp về thưa chị. Cái đó rất là đáng khâm phục. Cho dẫu là khó khăn như thế đó, nhưng mà bà con cũng gửi 50, 100, 200, mà cái số đó là số đông. Nhà dòng của chúng tôi chưa có những cái đại gia, những cái người mà họ cho tiền 100,000, vài 100,000, không có. Nhưng mà cứ người cho 500, 700 thì góp gió thành bão, thưa chị. Bão ạ. Dạ vâng. Thưa cha, cho Minh Châu hỏi là nếu mà dòng của mình có đầy đủ chi phí để thực hiện, thì cái tiến trình thực hiện cái hội hội trường á, thì khi nào sẽ xong ạ? Thì kính thưa chị, theo cái đó nó ảnh hưởng nhiều. Chỉ nhiên cái vấn đề tiền để mà xây đó, chúng tôi đang ước lượng cỡ năm tháng 10 hay tháng 12 năm tới sẽ xong. Bởi vì cái Covid đó, nó không chỉ làm cho cái tiền của bà con đóng góp nó chậm và nó ít lại, mà đồng thời cái người làm việc nó cũng rất là khó khăn về mọi mặt. Đấy là nhiều cái yếu tố lắm. Rồi vật giá nó cứ tăng, và không chỉ tăng, chị không có mà mua chị. Đấy, ở chỗ là giờ bây giờ rất nhiều, chúng ta thấy cái thế giới của chúng ta là rất nhiều những cái mặt hàng nó đến từ ngoại quốc. Mà bây giờ để ship ví dụ từ Việt Nam, từ châu Âu sang Mỹ đâu có đơn giản. Nó không có vô được. Cho nên tất cả cái đó tôi vẫn cầu nguyện với Thánh Giuse, và tôi vẫn tin tưởng là chắc chắn nếu mà Ngài muốn, Chúa muốn thì nó sẽ xong sớm. Tôi vẫn nói như vậy, nếu Chúa muốn xong sớm thì con sẽ làm xong sớm. Nếu Chúa muốn xong trễ thì con chờ đến tận thế, con cũng vẫn chờ vậy. Đấy là cái tâm tình thực sự tôi xác tín đây đấy chị. Đó là cái xác tín của tôi. Nếu như chúng ta tin đây là cái công trình của Chúa đó, thì nó sẽ xong lúc Chúa muốn nó xong. Nó sẽ xong cái cách mà Chúa muốn nó xong. Bởi vì cái công trình của chúng tôi làm, chúng tôi tin nó không có chỉ là một cái căn nhà, mà qua cái căn nhà đó, giáo dân có thể đến để tìm Chúa, để gặp gỡ Chúa, để lấy lại cái sự bình an. Nhất là sau hơn 2 năm trời với cái Covid như thế này, người ta rất hoang mang, thưa với chị. Khi họ đến ở giữa một cái sa mạc, họ nhận thấy có 10 ông cha, ông thầy sống ở đó thanh thản, bình an, cứ theo Chúa một cách rất là nhẹ nhàng vậy thôi. Thì đó ắt hẳn có lẽ Chúa cũng cho một cái dấu hiệu để họ biết rằng cứ lăn xả vào với tiền, với bạc, với đủ thứ trên cuộc đời này thì có lúc chúng ta cũng sẽ phải dừng lại thôi. Cho nên có lẽ mấy ông đan sĩ của chúng tôi đó có được cái ơn để giúp cho người ta ngừng lại một tí đi, để nhìn xem cuộc đời mình đã đi về đâu, đang sống thế nào và đang chạy theo cái gì. Cái đó là cái điều mà có lẽ tôi ước vọng, và tôi đang cố gắng phần mình để đóng đúng cái vai trò mà Chúa gọi là một người đan sĩ đang sống giữa một cái xã hội, một cái thế giới nó quá bận rộn, có quá nhiều chuyện nó kéo chúng ta ra, thưa chị và quý vị. Và hy vọng đan viện của mình sẽ sớm được hoàn thành. Và thưa cha, trước khi mà chào tạm biệt quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn TV, cha có những tâm tình nào nhắn nhủ đến quý vị không? Thì trước hết, cái tâm tình trước hết là tâm tình biết ơn. Chúng tôi với đan viện rất là biết ơn quý vị đã và đang cộng tác với chúng tôi cách này cách khác. Những cái vị, những cái cụ già mà không có tiền cho một chút xíu nhưng mà rất là thương chúng tôi. Rồi những cái người cho ít cho nhiều, cái đó rất là đáng quý. Trước hết là cảm ơn quý vị đã và đang cộng tác với cộng đoàn, với đan viện. Và cái đó không phải cho chúng tôi đâu, mà cho các linh hồn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn nói quý vị biết để an tâm thế này. Là mỗi ngày chúng tôi ít nhất thời cầu nguyện 7 lần cho các ân nhân và thân nhân đã đành. Nhưng mà trong cái thời điểm Covid này, mỗi ngày chúng tôi cùng cả cộng đoàn ít nhất là chính thức cầu nguyện 5 lần cho cái vấn đề Covid nó qua. Đấy, cho nên chúng ta hãy chạy đến với Chúa đi. Bởi vì thì thật sự trước sau chúng ta cũng sẽ chết thôi. Nói tôi không phải hù quý vị, nhưng ai trong chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng mà cái chết của chúng ta trong cái sự thanh thản để đón nhận, với cái sự bình an và biết rằng Chúa đang ở với mình, Chúa sẽ dẫn đưa mình đi qua tất cả những cái nẻo đường của trần thế này đó, thì chắc chắn tâm hồn của chúng ta nó sẽ khác. Cho nên, và một cái điểm cuối cùng nữa là tôi cũng kính mời quý vị đến với đan viện. Có lẽ đến đó, giữa cái sa mạc khô cháy đó đó, quý vị sẽ nếm cảm được một cái gì đó khác mà tôi không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể thuyết phục quý vị. Nhưng mà như Chúa nói đó, hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Cho nên đó là ba cái tâm tình mà tôi muốn gửi đến quý vị. Và cũng cảm ơn chị Minh Châu rất là nhiều đã cộng tác với đan viện cũng như Đài Sài Gòn TV trong những năm gần đây, để rồi chúng ta có dịp
để thưa chuyện với quý vị cái tiến trình cũng như ơn gọi đam tu của chúng tôi, thưa chị và quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn cha đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay và xin chúc đan viện được thành công và sớm được hoàn thành. Và xin kính chào quý vị khán thính giả đã dành thời giờ quý báu xem chương trình. Xin kính hẹn gặp lại.